Hello, chào các bác trở lại với kênh của Ngô Cường Video. Hôm nay lên sóng để giới thiệu các bác tiếp một lô vang số Siso T3 bản 1.4. Lô này thì về được 10 con các bác nhé. Được 10 con Siso T3 bản 1.4. Thì trong họ nhà Siso T3 thì có 3 phiên bản, bản 1.2, 1.4 và 1.9. Bản 1.9 thì em về được mấy con thì đã bán hết rồi. Thì bản 1.9 nó hỗ trợ sự kiện. Đấy. Còn bản 1.4 thì cho chất lượng nhạc nó cao hơn. Và về phần mic ấy, phần karaoke ấy, tức là phần EQ ấy, nó sẽ nhiều hơn. Chẳng hạn như là phần mic của bản 1.9 nó chỉ có 10 cần thôi. Đấy, nhưng bản phần mic của bản 1.4 nó tận 14 cần. Và phần nhạc cũng thế cũng nhiều hơn. Và nhạc của con 1.4 và 1.9 ấy, nó khác nhau một chút. Đó là 1.4 nó giải, nó chi tiết hơn. Nó không khác gì con 1080 ấy. Đấy. Thì hôm nay em về được 10 con. Sạch đẹp nhá. Đẹp long lanh luôn. Ở thời điểm này là về được những lô vang như này. Thực sự là rất là hiếm. Và đấy, đây là hình thức vang này. Tất cả là bản logo. Đấy. Có những con bản bản không có logo thì lô này em không có. Cái bản thường như bản logo này sẽ đắt hơn khoảng tầm 100 đến 200 nghìn so với bản không đúng chuẩn logo. Còn tất cả Siso thì bác yên tâm là không thể làm giả được, giống nhau hết. Thì đây là ruột của nó này. Đấy. Ruột của nó. Đấy. Ở bản trước em giới thiệu rồi, nói chung là ruột bản 1.2, 1.3, 1.4 đều giống nhau. Bản 1.4 thì có cổng quang các bác nhé, có cổng quang đầy đủ hết. Đây, quay đằng sau cho bác xem. Đấy, có cổng quang đầy đủ hết bác nhé. Cổng quang đầy đủ hết. Em về được 10 con thôi. 10 con. Thì các bác mua thì em sẽ tặng khiển. Tặng khiển. Đấy, dây rắc đầy đủ cho các bác. Âm ly hoặc là dây canon kết nối. Và hỗ trợ cài đặt cho các bác. Và các bác mua thì nhớ cọc ship cho em. Và chụp loa. Chụp loa và mic. Tại sao cần phải chụp loa và mic và chụp càng chi tiết càng tốt? Về phần loa ấy, thì trong bộ karaoke và bất kể bộ nghe nhạc, cái quan trọng nhất vẫn là cái loa, trong âm thanh loa vẫn là quan trọng nhất. Và ở cái loa ấy, thì khi các bác mà đưa loa cho em ấy, thì cố gắng là em sẽ những cái dòng loa hãng ấy, thì em sẽ trao trên web của hãng để tìm những cái thông số để cài đặt cho nó chuẩn xác, vì gần như các bác mua nó mua online. Còn ở gần thì em sẽ hỗ trợ cài đặt tận nhà. Đấy. Ở xa thì các bác cố gắng chụp loa. Đấy, chụp loa và mic. Và mỗi dòng mic có một nơi giải khác nhau. Dòng loa cũng thế. Ở một hãng loa có hàng trăm mã loa. Và mỗi mã loa đều có một cái thiết kế riêng của hãng, không giống nhau. Và tại sao các bác nên mua loa hãng? Ở cái điểm đấy, mua loa hãng thì bọn em sẽ dựa vào những cái thông tin của hãng để cài đặt cho các bác nó chuẩn hơn. Và gần như nhiều bác đã mua của em thì các bác biết rồi. Thì khi các bác mua thì em sẽ cài đặt cho các bác là 4 chế độ nhá. Chế độ 1 là eco ngắn này. Đấy, các bác em sẽ thử tiếng mic cho các bác này. Lên 1 2. Đấy, chế độ 1 đấy. Em cài chế độ 1 là eco ngắn để dành cho con nhiều người hát. Chế độ 2 là eco dài. Eco dài thì nó ngân dài hơn, dành cho hôm nào hát yếu hoặc cả các bác lớn tuổi hát thì các bác có bật chuyển chế độ eco dài. Các bác nghe thử tiếng mic của eco dài nhá. Lên 5 6 7. Đấy. Chế độ 3 là revert. Chế độ 3 revert đấy. Em đang cài con vang cuối nó nhảy số này bác này. Lên 5 6 7. Đấy. Lên 1 2. Và chế độ 4 là nghe nhạc. Đấy, chế độ 4 là nghe nhạc thì là thường em chỉ cài vào 4 chế độ thôi. Đấy, các bác mua thì có nhu cầu như nào thì liên hệ trực tiếp em. Thì em báo giá luôn. Con vang số Siso T3 này. Bản 1.4 em sẽ bán cho các bác là 3 triệu 2 bao ship. Đấy, tặng khiển dây rắc đầy đủ cho các bác. Thì con này nếu mà dùng gia đình là hết thuốc. Đấy, con này nhắc lại các bác là Siso của hãng Chipat, hãng thiết kế con Siso T3 để chuyên hát karaoke gia đình. Các bác nhé, karaoke gia đình. Các bác vào website của hãng để tìm hiểu các thông tin. Rất nhiều con vang số các bác mua về nó rất là nhiều tiền, mười mấy triệu. Đấy, nhưng người ta thiết kế không phải để hát karaoke mà để hỗ trợ nhiều cái phần khác. Rất khó sử dụng. Đấy. Làm sao mà các bác mua những con vang số làm sao nó vừa hay, vừa túi tiền và nó đúng với mục đích sử dụng của mình. Đó là điều quan trọng nhất.
không phải những con vang số mà đắt tiền. Chẳng hạn những con vang số xem phim 3D rồi là âm thanh 7 chấm mấy không sử dụng các bác nhé. Con không sử dụng các bác về các bác vứt đi luôn, không giải quyết được vấn đề. Đấy, con vang số Shizuo T3 bản 1.4 và bản 1.9 vẫn được mệnh danh là vua karaoke tại thời điểm này. Rất nhiều bác săn tìm và em cũng khẳng định các bác là nó rất là hay. Các bác nghe thử một đoạn karaoke nhé. Lên 567. Đấy, em chuyển đây là đang bây giờ đang ở chế độ 3. Em chuyển chế độ 1. Các bác nghe thử nhé. Liệu em đến biên giới, em sẽ gặp bạt ngàn hoa. Hoa si giữa đồi nắng sâu, tim như ai chờ. Dòng hoa xin yêu thương trong lòng người lính trẻ chờ ai lên tim ngát bồi hồi. Đấy, đây là một đoạn karaoke em hát thử trên con mic Behringer 790. Các bác mua thì ủng hộ em nhé. Các bác xem video thấy hay thì like bài và đăng ký kênh cho em. Ở con vang số Shizuo T3 bản 1.4 thì phần nhạc nó nhỉnh hơn con 1.9 một chút. Nó không hỗ trợ được phần sự kiện được nhiều. Đấy, vẫn là 8 cổng ra. Nhưng mà ở con Shizuo 1.9 thì các bác sự kiện rất là yêu thích. Còn bản 1.4 thì là các bác gia đình dùng gia đình. Hoặc là các bác làm kẹo kéo thì dùng con 1.4 cũng rất là yêu thích. Đấy, đây hai bản và em nói rõ luôn là giá là 3.2 triệu. Thời điểm này rất là khan hàng, không có hàng và nhân nhật rất là cao. Ở bên kia cũng không có hàng. Đấy, các bác mua thì nhớ ủng hộ em. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những clip tiếp theo.